Bây giờ em sẽ đây, em để mấy cái này ra này. Em có một cái bình nước rất là to ở đây. Bây giờ em hãy thử thả cái này vào nhá. Em thả cái này vào xem nó có khả năng chống nước gì không nhá. Đây là chiếc bật lửa em vừa vừa bật này. Đấy, còn lên lửa bình thường này. Em thả vào nhá. Đây các bác có thể nhìn rõ cái nước của nó này, nước thật nhá. Rồi, ok, bây giờ em hãy test khả năng lên nước của nó, xem nó có lên nước không. Đây, em mở nắp ra này. Đấy. Xin chào anh em. Hôm nay em sẽ chia sẻ với anh em một mẫu bật lửa khá là hay, được thị trường nước ngoài rất là ưa chuộng và được đưa về Việt Nam với phân khúc giá rất là rẻ, chỉ 300.000 đồng. Và sản phẩm này được miễn phí giao hàng toàn quốc, bảo hành 12 tháng. Bây giờ em sẽ thử lên lửa và là test tiếng chiếc bật lửa này cho anh em có thể mường tượng ra nhé. Đây là một chiếc bật lửa được mạ vàng công nghiệp và lớp bạc này, đây là lớp mạ bạc anh em nhé. Bản lề một chấu, có cấu tạo và kích thước cũng khá khá là giống Zippo và rất là mỏng. Đặc biệt chiếc bật lửa này cực kỳ mỏng anh em nhé, thì anh em có thể đeo vào ví này hoặc là túi quần, rất là tiện dụng và dễ dàng mang theo. À, bây giờ em sẽ mở tiếng chiếc lửa này nhé, xem nó có tiếng kêu không. Đấy, tiếng kêu rất là hay. Đấy, khá là giống với một chiếc bật lửa Zippo được bán khá là đắt đỏ ở trên thị trường hiện nay. Và anh em có thể nhìn thấy cái buồng đốt của nó có hai cái lỗ này để làm nhiệm vụ được chống gió anh em nhé. Thì anh em có thể đi xe máy hoặc là ngồi trước quạt để châm thuốc mà không sợ bị tắt lửa. Thì đây là cơ chế bật của nó, anh em chỉ cần bật nhẹ cái này lên một cái là lửa nó lên luôn. Đấy, rất là đẹp, nhìn khá là chất, mà ở mức giá là 300 ngàn này thì không có gì phải xoắn. Sản phẩm có rất khá là nhiều màu, thì ở đây em chỉ giới thiệu bốn màu là màu vàng này, màu vàng hoa văn cổ điển này, màu bạc viền bạc, màu bạc viền vàng, và cuối cùng là màu vàng hoa văn là hoa sen. Ngoài ra sản phẩm có thêm màu đen nữa các bác nhé. Sau đây em sẽ test cái khả năng mà chống nước của nó. Chống nước thì bây giờ em sẽ đây, em để mấy cái này ra này. Em có một cái bình nước rất là to ở đây. Bây giờ em hãy thử thả cái này vào nhé. Em thả cái này vào xem nó có khả năng chống nước gì không nhé. Đây là chiếc bật lửa em vừa vừa bật này. Đấy, còn lên lửa bình thường này. Em thả vào nhé. Đấy, các bác có thể nhìn rõ cái nước của nó này, nước thật nhé. Rồi, ok, bây giờ em hãy test khả năng lên nước của nó, xem nó có lên nước không. Đây, em mở nắp ra này. Đấy, lửa vẫn lên rất là bình thường. Lửa lên rất bình thường. Ok, số lượng của chiếc bật lửa này thì chỉ có tầm 100 chiếc thôi. Các bác có điều kiện đặt hàng thì hãy để lại số điện thoại dưới phần bình luận. Depashop sẽ có nhân viên liên hệ tư vấn trực tiếp, nhanh gọn và miễn phí. Ok, xin chào các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.